sẽ mang em đến với chân trời mới. Bây giờ em nhìn thẳng mắt anh này, em nói đi, em muốn thích anh không? Trả lời thật lòng. Dạ, chưa bao giờ từng hoàng, nói. Em yêu Hoàng anh Phúc mà. Ví dụ như anh nhớ em, anh nghĩ trong đầu là đừng nhớ nhà Phương nữa, là anh lại sống. Ok. Đâu anh, em thấy giờ em học bên cấp, em thấy quen thì vẫn đẹp. Em chỉ muốn giận hờn Phúc thôi. Đang làm nghề vậy thôi. Sao không chịu yêu ta chàng trai? Hay nàng vừa hay vừa xinh nữa. Hay. Đây. Đẹp. Đúng. Nên hay. Và chọn luôn đi. Xinh. Trời ơi, cho em bằng rồi. Cứ bác em gầy như vậy hoài nên em không nhìn mất lên em thèm vậy nó. Trời ơi, chắc tụi tưởng đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Đồng tiền hay không đồng tiền em không có care cái chuyện đó. Nhưng mà đừng có nắm tay được không? Rồi. Đừng có chống đối tôi. Cuộc hôn nhân còn dài lắm. Thôi đang độc thân vui đi cưng. Vô đi, vui lắm. Em thấy là trước hôn nhân thì người ta nói là chúng ta ráp lại để yêu nhau, còn sau hôn nhân thì chúng ta ráp lại để thích nghi nhau, tìm cách để hòa hợp, để nhường nhịn, để yêu thương. Dài dài sợi gà, mềm thơm hương trứng, caro sợi gà, nhà nhà đều thích. Nhã Phương, sở thích của mình là ăn, thích ngủ với mẹ. Người ta ngại cho nên là ngọc nữ với tiên đồng. Nhưng mà chưa chắc ra ai ngọc nữ hơn ai nha. Ngọc nữ tiên đồng là ai ta? Suy nghĩ đi, trong giới của mình. Tiên đồng ngọc nữ. Ừ. Không lẽ chị phi phụng với mặt văn khoa? Trời ơi. Có đâu. Vậy à, vậy cái gì đó đẹp, xinh lung linh. Ai, lung linh ai? À? Nghĩ ra được ai chưa? Cỡ như vợ em vậy đó. Cỡ như vợ em vậy đó. Thôi thôi thôi, cái chuyện đó thì ai cũng biết hết rồi. Em không cần phải quảng cáo vợ em ở đây, thấy không? Ví dụ em nói vợ em ở đây thì vợ Trấn Thành cũng đẹp, của ngọc nữ vậy, cái đúng gì không? Nữa? À, chỉ có hai ông chồng là không đẹp bằng hai bà vợ thôi. Vợ vợ à. Em là cái tuổi nó là má ngọc nữ rồi anh ơi. Còn nếu cô này mặc ca hay, chưa chắc. Hay đó. Vì sao tôi nói chưa chắc ca hay? Cổ đẹp quá. Mà thường thường mấy người đẹp thì ít có ca hay. Trời ơi, vợ ngoài. Chị Quyền đây, chị anh. Ai nói Ngọc Quyền đẹp? Đẹp chứ. Ai nói không đẹp vậy? Tại vì mỗi ngày anh thấy em không có make up anh quen rồi. Mà cái gì người ta thấy quen là người ta nói không đẹp. Đúng vậy, vậy. Thôi. Có trăng quên đèn. Có trăng quên đèn. Bình bất chấp bà Quyền cho tôi. Bình bất chấp. Đâu anh, em thấy vợ em á. Vợ em học make up em thấy quen thì vẫn đẹp. Đâu anh, em thấy vợ em á. Vợ em học make up em thấy quen thì vẫn đẹp. Chưa chắc, nhưng mà ổng không phải là chồng chị. À, xin lỗi. Anh ơi, trước khi nói tiếp em có điều muốn xin được gọi là mọi người chủ trì công đạo cho em. Sao? Dạ, cái bài này em có hát trong đám cưới của một người nào đó. Em có làm mà bưng quả cho một người nào đó. Nhưng người ta không trả cát xê. Dạ. Giờ giật mặt chứ dạ, hả? Dạ đúng rồi, bây giờ em nghĩ rằng cái này giống như anh, là mình trả nghiệp lại vậy đó anh. Cái lúc mà đầu tiên dạ. Bảo Ái Phương vừa hát á, mấy cô đầu đã bắt đầu tự nhiên nhớ lại. Cái cánh cửa mở ra sao, đèn chiếu xong nắm tay đi vô, hai bên là hoa sao. Đang miên man, bà đã trùng vô cái rồi. Qua cái đám gì luôn rồi. Rồi bạn nữ, chồng bạn tên gì? Không, bây giờ tôi không có hỏi tên bạn, tôi hỏi chồng bạn tên gì? Trang Giang. Giang, trời đất ơi. Nhã Phương. Nhã Phương. Không, cái dáng là y chang Nhã Phương luôn á. Đâu giống đâu. Giống. Ở đây ai mà rành Nhã Phương bằng Trường Giang? Trường Giang nói giống là chắc chắn phải giống. Chỉ có tóc Phương dài hơn thôi. Vậy là không giống. Mới cái tóc. Nhưng mà chắc chắn không phải Nhã Phương. Bởi vì Nhã Phương không bao giờ đeo cái nhẫn ngay chỗ đó. Cái nhẫn, dạ. Còn riêng về cô nàng bánh ngon. Đối với cổ, nói tiếng nước ngoài cũng như ăn bánh tráng trộn. Được. Cổ rất là thoải mái trong việc. Sao tại sao lại phải nói bánh tráng trộn? Anh có ý gì ở đây? Thì đó, bạn là thích ăn bánh tráng trộn. Ngày xưa là Nhã Phương là bán bánh tráng trộn đó. Nên anh phải có ý đồ trong đó. Thấy chưa, chứ đâu nó phải đơn giản. Tự nhiên lấy bánh tráng trộn ăn xoài lắc cũng. Ủa? Được hay là cái gì mà tự nhiên bánh tráng trộn. Công nhận nha, em mất trí nhớ thường xuyên. Mà chỗ này thì em nhớ dai dễ sợ luôn rồi đó. Bé Phương đâu có bán bánh tráng gì. Ủa người ta nổi. Ủa trời, tôi nói vậy là phủng phàng quá anh ơi. Nghề nghiệp ngày xưa cũng báo đăng rồi. Báo đăng luôn rồi. Đăng cái gì? Báo đăng là ngày xưa Nhã Phương bán bánh tráng trộn rồi. Có đăng. Đó. Thôi nói chung là em hiểu được lòng anh rồi. Ở đây ai cũng đọc á, giờ có mình Trường Giang là không đọc thôi. Hơi hợp. Dạ mà trước khi thi cho em tặng món quà đúng không vậy? Thôi, quà cáp gì đâu chị. À chị ở Đức Hòa Long An đúng không? Dạ. Gần rạch Phương Phí không? Dạ, em ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. À, giờ chạy chú qua Phước Lộc Thọ cũng chút xíu mấy đúng không? Chị biết khu Phước Lộc Thọ không? Dạ biết. Dạ.
Cảm ơn chị đã gửi cái này cho vợ em. Dạ cảm ơn chị. Ôi không có. Dạ dạ. Đưa nó ơ rồi kìa. Áp út. Áp út. Áp út. Áp út hả? Sáng giới. Đâu đâu. Nó giọng thấy. Ồ ê, nó nghe là đồ chợ Bến Thành coi giờ. Bây giờ làm coi bộ được quá ha. Trời dở hoài. Nghệ sĩ chân thành mà sao đem hàng giả được. Vợ tặng hả Thành? Dạ tặng. Vợ tặng hả? Tặng dạ tặng được cái vỏ. À còn hộp em mua. Có tặng là vui rồi. Dạ. Vợ có tặng gì không Giang? Có tặng đứa con. Đúng. Cái đó nó còn giá trị hơn bao nhiêu lần cái hộp này nữa. Không, thực ra cái này là vợ tặng. À vợ tặng. Vợ cái ngày sinh nhật của em mà vợ lấy tiền của em đi tặng em nè. À lấy tiền của em mới tặng em. Em đi xuống dưới trước nha. Bởi vì anh làm thủy quẩn luôn đó. Thủy quẩn luôn đó hả? Đang quẩn đó. Dân có quẩn không? À không, không quẩn. Anh đi. Em gì quá à. Anh vậy à? Anh huyên. Anh huyên. Kỳ quá à. Lâu lâu canh bị huyên. Anh Nghĩa. Hư 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 hư. Thôi cái dạ. Nên chưa nói gì nha. Dạ, mình nói chuyện khác đi. Nói chuyện khác đi. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Càng ngày càng đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Em đội chung với anh đó. Ok. Anh phải bảo vệ em chứ. Anh sẽ bảo vệ em như người ta. Em hơi run, em háo hức quá. Hôm nay thì em sẽ thay đổi phong cách của mình một chút xíu. Yes. Em sẽ vừa đọc rap và vừa hát. Và sau đây xin mời các anh chị cùng lắng nghe một bài hát mới của em. Đó chính là bài hát Trễ Hẹn. Nửa hả? Chán thiệt. Đã chán vô chưa? Không thích luôn á. Nửa hả mà nói chứ nửa hả nghe ngao ngán luôn á. Anh lại trễ nữa sao? Chẳng lần nào chịu rút hẹn với em. Anh cứ làm em giận hoài à. Coi chừng đó nha. Tiền 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 nam hát. Thiên thần ai tin sẽ cho đời mình được nhiều ước mơ. Và hạnh phúc sẽ đến thật nhiều. Nếu đôi ta có nhau, em chỉ muốn giận hờn vu vơ. Để anh đến làm người vậy thôi. Sao anh không chịu hiểu ra chàng trai. Giờ tiếng anh con. Hay hả? Hay. Nè, vừa hay vừa xinh nữa. Hay. Đây. Đẹp. Đúng. Nên hay. Và chọn luôn đi. Xinh. Và bán vàng nữa. Và tóc vàng nữa. Ủa em nghĩ là một bài hát rất là hay và dễ thương như vậy. Đúng rồi anh Nghĩa, anh Kỳ, cái đó không phải là bị. Cái đó là được. Đúng không? Được tại rồi. Bị gì nào giờ trong mắt anh á, bé Ngọc nó mong manh á, nó ngọc nữ á. Anh không có biết mà nó khùng dữ vậy luôn á. Không, em chọn một bài hát rất mong manh và hợp với cái ngọc nữ của em mà. Mà Trễ Hẹn hả? Anh thấy em hát trễ nhịp thì đúng hơn. Nè đây mới thú vị nè. Đây. E của em là đây. Giống Lan Ngọc không? Chị Dân quay qua hỏi Trường Giang là Lan Ngọc là ai vậy? Trời ơi, nghệ sĩ trong nghề mà không biết mặt nhau chứ. Không biết. Cái gì mà người ta cố tình người ta nói những cái mà ai cũng biết thì cái đó mới là bất thường đó bạn. Thôi đi, chuyện đó anh biết hết rồi, thôi nha. Dạ xin chào mọi người. Hello mọi người. Chào chồng đi em. Dò vua. Dò vua. Thôi đi. Ủa anh sao vậy anh Giang? Tôi cũng thích những người hạnh phúc. Giang à, Khả Nhiều nó đã trống vắng từ rất lâu. Anh Giang, em cũng ở không? Anh có muốn em không? Thà anh để cho kiến bù. Ok. Anh bớt giới thiệu em nha. Ok, xin lỗi. Vậy thì Harry về dông xã của em nha. Dạ vâng. Trời ơi ghê quá. Có vẻ như là có một người rất là đau lòng. Đúng nha. Tự nhiên cái tôi ngồi như quá phụ vậy đó. Trời ơi em cái gì nữa. Cái trang phục này nó nói lên cái tính chất của chị rồi. Bây giờ em là một sự thừa thải. Đừng nói vậy. Dạ. Mình coi nhau như một nhà gia đình đi, dạ, cũng sao dạ. Đâu tụi anh là coi như là coi em như là phụ huynh trong gia đình vậy đó. Em là bà thím bà dì trong gia đình nha, không sao đâu. Ủa lập ủa làm gì tự nhiên em với Giang đứng lên? Không phải thì... không, tại vì cái này em thể hiện cái sự hả hê của em anh. em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó ngon. Mình phải ăn, hồi nay em nhìn là em đã ngắm rồi mà bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái địa chỉ bắt ở đâu. Ăn mực. Hai vợ chồng ảnh thật luôn ha. À. Hai chồng sành ăn thành ra khét mực là mừng rồi.
Nè nghe, em bị chọn là do em bán mực đó nha em. Nói chung là em thông qua cái này thì em biết được là cô này không phải là người bán thịt heo. Người ta hỏi hát hay hay không, bà lo cái vụ thịt heo, thịt bò. Ăn nhìn cái con mực là cái gì, đói là cái thịt heo với thịt bò. Trời ơi, có cho em ăn rồi. Cứ bác em gậy như vậy hoài nên em không nhìn món ăn em thèm vậy nó. Trời ơi, chúc tụi tưởng đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Anh nhìn anh biết em hát hay rồi mà tại hai chị chọn không cứu lại được luôn á. Tại vì á em là phận đàn em mà nghe Harry chọn thì hai vợ chồng đã chọn rồi, không lẽ giờ em cự. Ủa chồng ơi, chồng cùng chơi chung mà tại sao chồng một mình chồng trốn vậy? Sao hèn hạ dữ vậy trời? Đàn ông một khi chọn rồi thì mình cũng phải kiểu như là anh đàn ông mạnh xịn. Anh mạnh mẽ lên, gồng lên đi. Anh có làm chưa? Thì đó. Ủa cái phản ứng của anh là đang thích hay là đang anh không vui vậy? Anh hân hoan đó vậy. À vậy hả? Nó nghe là không biết cái lý do gì em luôn là cái nguồn cảm hứng với Trấn Thành vậy em. Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn đột quỵ luôn vậy đó. Bình ơi Bình. Dạ. Cái bên chị là, cái bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị, coi ra, chị gì? Ra gì hết trơn hả? Đã dập người ta còn văn dụng về nữa. Ê. Không có nghĩa là nó nói là nó đẹp nên là người ta bu nhau hãm hại đúng nó. Đúng rồi đó, hiểu ý em đó. Em cảm thấy lúc đầu là vụng về thì em nghĩ là bạn này chắc không biết hát, nhưng mà càng sau đó những cái ánh mắt diễn hay gì đó thì em nghĩ là bạn này phải biết hát. Dạ. Cả thứ. Anh theo em hát hay. Tôi nghĩ vậy. Ta vợ, ta kêu vợ cái đưa tay lên em đòi ơi, đập người ta. Em ơi, vợ là đây nè. Vợ là đây chứ không phải là em. Chú có cá ngược như bà cá không? Người đàn ông trong gia đình lật liền. Không có lật. Thấy là một diễn viên thì tốt thì thấy chưa, giống hơn. Ta nói chung đội với tôi, phải qua với tôi nè, tôi chung ý kiến nè. Cái lần này theo nó. Hát không hay. Ê quên, hát hay. Hát hay, okay. Hát hay. Hát hay. Vậy đi nha. Bài này là hát không hay. Đúng không? Ok. Ta nói okay. Là giờ bàn với tôi nha, bây giờ từ đây mà sao bàn tôi cất ông này đi. Nó đúng được với mình lần cái bắt đầu cái nó gia bộ nó nói là mối quan hệ. Đồng tiền hay không đồng tiền em không có care cái chuyện đó, nhưng mà đừng có nắm tay được không? Không đâu. Hồi nay em là người nắm tay chồng chị đó. Ok. Thấy. Quen em quá, em chỉ là ê ok không, đồng ý không? Từ đây mà sao bạn tôi cất ông này đi. Ăn ở sao nó kỳ thị luôn. Rồi. Đừng có chống đối tôi. Đừng có đừng là đàn tốt đẹp đâu. Cuộc hôn nhân còn dài lắm. À, hay quá. Trời ơi, gì nữa giờ. Áp lực quá. Áp lực quá. Hè gì nó xuống nhà bạn chơi hoài. Khó khóc hoài. Buồn tối xuống kiếm khóc thôi, hoài. Đừng có cãi người ta, ngậm miệng ăn tiền thôi Thành ơi. Okay, okay. Đừng nói gì nữa. Bây giờ nè mình thảo luận với nhau đi, chọn ra một người mà mình nghĩ rằng là hát không hay. Nhìn anh chị hạnh phúc vậy đó thiệt chứ em cũng muốn là em cũng sớm lập gia đình vậy lắm. Vậy gì hả? Gì vậy? Dạ. Cũng muốn yên bề gia thất. Thôi đang độc thân vui đi cưng. Em vô đi rồi em cảm thấy rồi em muốn đi ra thôi. Hả? Không tới nổi đi ra nhưng mà vô đi vui lắm. Em giận con vợ em lắm đó. Cái dắt sao đi ăn em? Quán ngon không em ghét quá à. Thì dắt đi ăn em đừng có ăn. Tôi kể cho mọi người nghe, đây là cái âm mưu của nó. Nó dắt đi vô cái quán ngon, cái nó kêu cho mười mấy mâm vậy đó. Anh hiểu không, cái quán nó có cái gì ngon kêu ra hết. Mỗi một thứ nó ăn một tí thôi, còn như mình hốt hết. Em như cái thùng rác vậy, anh hiểu không? Bữa nay Trấn Thành hơi tròn bụng mỉm nhưng không sao, dễ thương, được chưa? Đó, nói về cái từ thân vỗ tay cho Trấn Thành đi nào các bạn. Em thấy là trước hôn nhân thì người ta nói là chúng ta ráp lại để yêu nhau, còn sau hôn nhân thì chúng ta ráp lại để thích nghi nhau, tìm cách để hòa hợp, để nhường nhịn, để yêu thương. Vâng, những lời này được nói bởi một người chỉ mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Và tất cả mọi thứ đều đang rất dễ dàng và đơn giản. Cứ chờ đi, rồi bão sẽ tới. Cái gì? Tôi nói dễ hồi nào? Nếu mà tôi nói dễ thì tôi đâu dùng từ thích nghi. Vâng,
anh ấy còn thời gian còn dài để mà có thể chiêm nghiệm cái cuộc sống hôn nhân ha. Trời ơi, đừng có chiêm nghiệm gì, tôi thấy nó sống tới nơi đây rồi nè. Sống tới rồi hả? Sống tới rồi hả? Tôi với bà xã tôi rất là hợp, từ ăn uống sở thích cái gì cũng hợp. Nhưng đừng có đụng chuyện gây lộn một lần là chỉ có nước không nhìn mặt nhau thôi. Là tại vì ai cũng đưa ra cái lý đúng, hai người đều nói nhiều. Mà quan trọng nha, có người cương người nhu nữa đỡ hơn. Còn em với bà xã em không đụng chuyện thôi, đụng là banh.